Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Bạn thân mến, khi tầm tới, tiền sẽ tới. Nếu muốn giàu có, hãy khắc cốt ghi tâm câu nói này của tỷ phú Lý Gia Thành. Khi được hỏi về điều ấn tượng nhất sau hơn 10 năm làm việc cho ông chủ của mình, một cựu trợ lý của tỷ phú giàu nhất Hồng Kông, Lý Gia Thành đã chia sẻ, suốt cuộc đời, ông ấy chưa từng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào giúp bản thân mình tiến bộ, ngay cả khi đã là người giàu nhất châu Á. Thậm chí, ông ấy còn học hỏi được nhiều hơn. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất làm nên gia sản khổng lồ của ông ấy. Bạn chỉ có thể càng giàu hơn nếu bạn càng giỏi hơn mỗi ngày, ngày chia tay tự gia lập nghiệp. Khi tôi hỏi, xin lời khuyên để mang theo suốt đời, ông đã nói với tôi, trí làm nên tầm, tầm làm nên tiền. Nếu làm giàu là giấc mơ của cậu, thì hãy nhớ câu này, chỉ người có trí tuệ mới có đại nghiệp. Cậu phải tìm con đường ngắn nhất để trí tuệ của cậu vượt trội lên hàng ngày. Đừng bao giờ ngừng giúp bản thân tiến bộ. Hãy nhìn phòng làm việc của tôi, ở đó chỉ có một bộ sofa, một ấm trà và bốn bức tường, toàn là giá sách, trà vào sofa để tôi tiếp đãi và tâm giao với những người tôi ngưỡng mộ và khát khao học hỏi. Sách giúp tôi gặp gỡ với những bộ óc vĩ đại hàng ngày, không có bất cứ đồ xa xỉ nào, bởi chúng chỉ gây nhiễu cho quá trình tôi trở nên tiến bộ. 23 tỷ đô la của tôi đến từ căn phòng này. Nhớ nhé, dù sau này cậu có bận như thế nào thì cũng đừng đổ lỗi cho việc không thể đọc sách và học hỏi thêm điều mới, bởi như thế cậu đã thỏa hiệp cho sự giật lùi. Tôi đã dành cả đời mình để làm theo lời khuyên ấy. Dù là một doanh nhân, theo nghĩa đen là va chạm hàng ngày với tiền, thật kỳ lạ, niềm vui lớn nhất của tôi lại đặt tiền sang một bên. Tôi coi sự tiến bộ của bản thân là thước đo sự nghiệp lớn nhất, và tôi tối ưu cuộc sống của mình theo KPI trí tuệ, chứ không phải KPI đồng tiền. Tôi đọc sách nhiều hơn hầu như tất cả mọi người tôi từng biết. Có lẽ mỗi năm tôi đọc 100 cuốn sách, có lẽ tôi đã đọc nhiều, gần bằng ông Lý Gia Thành hoặc một người nổi tiếng khác. Warren Buffett đọc thật nhiều sách để nâng tầm bản thân. Suốt 20 năm lăn lộn trên thương trường, tôi đã hiểu ra rằng khi tầm tới thì tiền sẽ tới. Nếu như có một bạn trẻ xin tôi một lời khuyên, tôi sẽ mỉm cười và nói lại những lời ông đã từng dạy tôi. Hãy đọc thật nhiều sách, bởi đó là cách thế hệ chúng tôi đã lập nên đại nghiệp ở thời đại này. Dù cuộc sống tuổi trẻ có nhiều khó khăn, bận rộn, dù bạn thậm chí không đủ diện tích căn phòng để lắp một giá sách, thì hãy dùng tất cả các cách khác nhau để đọc, và đọc hơn mọi người. Dưới đây là 20 lời khuyên quý hơn vàng của Lý Gia Thành dành cho các bạn trẻ muốn thoát khỏi cảnh nghèo khó. Chỉ 10 phút thôi, hãy theo dõi tới cuối video này. Nắm được những lời khuyên, bạn cũng dư xài cả đời rồi. Và trước khi đi vào nội dung, thì các bạn hãy bấm nút like, đăng ký kênh, chia sẻ để ủng hộ kênh nữa. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tỷ phú Lý Gia Thành là ai, được mệnh danh là siêu nhân hay Warren Buffett châu Á? Tuy nhiên, tỷ phú Lý Gia Thành lại sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Con đường làm giàu của ông là chuỗi ngày cực nhọc từ tuổi 15. Ông sinh ngày 29 tháng 7 năm 1928, là tỷ phú, nhà đầu tư, nhà tư bản công nghiệp, nhà từ thiện Hồng Kông. Ông từng là chủ tịch hội đồng quản trị của chồng Hutchison Holding. Ngoài ra, ông còn được mệnh danh là Superman Hồng Kông nhờ sự xuất chúng và tài giỏi của mình. Lý Gia Thành hiện đang là một trong những người giàu nhất châu Á, với khối tài sản lên đến 29,4 tỷ đô. Lý Gia Thành được coi là tượng đài của nền kinh tế Hồng Kông, không đơn giản chỉ bởi tài sản khổng lồ, mà câu chuyện vươn lên từ hai bàn tay trắng và những năm tháng cực khổ của ông đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ thanh niên lập nghiệp. Nếu bạn không muốn nghèo khổ, hãy khắc cốt ghi tâm 20 lời khuyên dưới đây của tỷ phú Lý Gia Thành. Lời khuyên số 1. Đây là xã hội thực dụng, tình cảm không thể biến thành cơm. Đừng bao giờ tin những câu chuyện tình yêu, tình ái
bạn thấy ở trong phim ảnh không bao giờ tồn tại cái gọi là một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Hai vợ chồng cùng nghèo thì làm gì cũng chẳng xong, đó chỉ là một thế giới mộng mơ dành cho những kẻ mơ mộng, chỉ những kẻ không lý trí và không thực tế mới đi tin vào những điều đó. Cũng không thể nói sống mà không tình cảm được, nhưng hãy cân bằng nó. Lời khuyên số 2, phải có mục tiêu rõ ràng cho bản thân. Bạn có thể không giỏi như những người khác, xuất phát điểm bạn không tốt như những người xung quanh, nhưng thông qua quá trình nỗ lực, bạn có thể thay đổi 70% vận mệnh của mình để làm được điều đó và không khiến bản thân đi sai hướng. Hãy nên có mục tiêu rõ ràng, cụ thể và phải thực tế. Hãy thiết lập cho mình một mục tiêu rõ ràng, 1 năm, 2 năm, 5 năm, đừng quan tâm quá nhiều đến những lời bàn tán của người khác. Hãy im lặng và tập trung vào mục tiêu của mình. Lời khuyên số 3, bạn bè mời ăn cơm, đừng bao giờ cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Trong xã hội thực dụng này, hãy nên biết rằng có qua thì phải có lại, không ai cho không ai điều gì. Nếu như bạn không hiểu được đạo lý này, thì danh tiếng của bạn sẽ ngày càng tệ đi. Có thể người khác mời bạn đi ăn, giúp đỡ bạn lúc bạn cần, dù rằng họ không yêu cầu hoàn trả, nhưng hãy nghĩ đến việc họ giúp bạn với tấm lòng biết ơn. Lời khuyên số 4, hãy tìm cho mình một người bạn tri kỷ. Đừng nghĩ rằng bản thân rất khôn khéo, khéo léo và xung quanh đâu đâu cũng là bạn bè của mình. Điều đó không chứng tỏ được việc bạn có một người sẽ luôn bên cạnh bạn một lúc nào đó khi bạn trở nên vô giá trị. Ví dụ như lúc khởi nghiệp thất bại, gặp muôn vàn sự mệt mỏi trong công việc, khi đó bạn mới nhận ra ai mới là bạn thật sự của mình. Họ sẽ là người thật sự đối tốt với bạn và bên cạnh bạn lúc bạn khó khăn. Lời khuyên số 5, đừng tin vào mấy điều bói toán, bói mệnh. Cái đó là để dỗ trẻ con, vận mệnh của mình nằm trong tay mình, ngồi không ở nhà, đợi xe, không bằng đi ngủ đi, đừng nằm mơ giữa ban ngày. Khi bạn nghe và tin theo những lời mê tín nói rằng bạn sẽ trở nên giàu có trong tương lai, thì bạn bắt đầu mộng tưởng về cuộc sống nhiều tiền, hoặc bạn được phán rằng sau này bạn sẽ nghèo hơn chẳng hạn, thì tốt nhất bạn nên mặc kệ những điều đấy và hãy dành thời gian ra nghĩ cách làm sao để kiếm tiền. Lời khuyên số 6, đừng nói xấu người khác sau lưng. Cùng người khác phân bua đúng sai, thì bản thân phải là người biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Hãy nhớ rằng, họa từ miệng mà ra, hãy chừa cho mình một con đường lui. Người mình không thích thì tiếp xúc ít lại, chứ tuyệt đối không được đi nói xấu sau lưng họ. Nói xấu người khác không làm bạn tốt hơn, đặc biệt là nói xấu sau lưng. Lời khuyên số 7, học cách mạnh mẽ, bước ra ngoài. Bất cứ một con đường nào cũng đều là người người đi đến. Đáng sợ nhất là chỉ có mình bạn vẫn bị mắc kẹt trong nhà. Đừng ngại chuyện bản thân không vượt qua, mạnh mẽ bước ra ngoài, đối diện với tất cả. Tự khắc bạn sẽ biết con đường nào dành cho mình. Lời khuyên số 8, là nữ nhân, đừng bao giờ cho rằng sự nghiệp của bản thân là không quan trọng. Nấu cơm, giặt quần áo, trông con, đây không phải là nghĩa vụ của phụ nữ, mà đây cũng là nghĩa vụ của người đàn ông. Đừng cho rằng phụ nữ luôn chỉ thích hợp ở nhà nội trợ, đàn ông thì kiếm tiền, tất cả những việc xây dựng gia đình đều là của chung. Vì vậy, bản thân người phụ nữ hãy nên có cho mình một sự nghiệp ổn định, tự chủ kinh tế. Lời khuyên số 9, những lúc nhàn dỗi cũng đừng làm những chuyện vô bổ. Bất kỳ ai cũng có đam mê, sở thích riêng, nhưng phải biết mức độ, hạn chế chơi những loại trò chơi dễ làm người chơi nghiện. Việc bạn tốn thời gian cho những loại game vô bổ, nó không những không khiến bạn thành công hơn, mà nó còn ảnh hưởng đến những mặt khác trong cuộc sống của bạn. Đọc sách, tìm hiểu quy trình kinh doanh, phạm vi quản lý, vấn đề quốc tế, pháp luật, đây là những việc có thể giúp bạn nâng cao kỹ năng, trí thức hay giúp bạn chủ động hơn trong các cuộc hẹn, cuộc họp hay buổi đàm phán. Đây là một xã hội không ngừng phát triển
không ngừng học tập tiếp thu, không cải thiện bản thân thì sẽ khiến bản thân thụt lùi với xã hội và có những lúc bạn sẽ bị xã hội đào thải. Lời khuyên số 10, đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào giúp bạn thành công. Cơ hội giúp bạn thành công tất nhiên sẽ có và rất nhiều, hãy học cách nắm bắt thời cơ, đây là điều rất quan trọng. Chỉ có như vậy, bạn mới không hối hận. Chẳng hạn, như bạn nhận thấy, có một hạng mục rất thích hợp, nhu cầu thị trường rất lớn, nhưng bạn không dám nhận công việc, trốn tránh. Thay vào đó, người khác đã lấy mất đi cơ hội của bạn. Không những thế, mà họ còn làm rất tốt. Giây phút này, bạn sẽ cảm thấy vô cùng hối hận. Lời khuyên số 11. Khi làm một việc gì đó, trước khi thành công, đừng nói lung tung. Muốn làm việc gì, trước khi thành công, không cần phải nói với người khác. Sau khi thành công, không cần bạn nói, người khác tự biết. Vậy trước đó, bạn cũng không cần phải nói lung tung cho ai cả. Đây chính là hiệu ứng của thời đại, của tin tức mang lại. Lời khuyên số 12. Luôn giữ bản thân chỉnh chu. Hãy luôn giữ bản thân mình gọn gàng, chỉnh chu và sạch sẽ trong mắt người khác. Đừng nên làm mọi người cảm thấy khó chịu vì bản thân mình luộm thuộm và điều này làm cho bạn mất đi vài mối quan hệ cơ hội. Đừng cho rằng bạn là nam giới thì không cần phải chăm sóc bản thân. Rất nhiều nam giới không để ý tới những yếu tố nhỏ nhặt về bản thân, điển hình là sức khỏe. Bạn nên nhớ rằng sức khỏe so với bất cứ thứ gì đều quan trọng hơn cả. Hãy giữ cho bản thân một sức khỏe tốt. Có sức khỏe, bạn mới có thể làm được nhiều việc, nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Lời khuyên số 13. Tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Con người, ai cũng có một chút tính ích kỷ. Chỉ có bản thân mình mới chính là chỗ dựa của chính mình, cũng chính là chỗ dựa đáng tin nhất. Vì thế, hãy luôn cố gắng khiến bản thân trở nên lớn mạnh. Trên thế giới này, người nào mạnh, người đó mới có tiếng nói. Cuối cùng, hãy dám đối diện với thất bại. Ai cũng có cơ hội thành công của riêng mình. Điều này phải xem bạn có nắm lấy cơ hội đó cho bản thân hay không. Lời khuyên số 14. Học hỏi bằng cách giúp đỡ. Doanh nhân bất cứ đâu cũng cần giúp đỡ. Hãy tận dụng mọi cơ hội để kiếm một công việc làm thêm. Điều này sẽ giúp rèn luyện ý chí và cải thiện kỹ năng cho bạn. Bạn sẽ nhanh chóng phát triển kỹ năng hùng biện và tiến gần hơn tới các mục tiêu tài chính. Lời khuyên số 15. Đừng để cái tôi điều khiển bạn. Khi còn nghèo, hãy tốt với người khác, đừng tính toán. Khi đã giàu rồi, bạn phải học cách khiến người khác tốt với mình và tự đối xử tốt với bản thân hơn. Khi nghèo, hãy ném bản thân ra ngoài, để người khác bóc lột. Khi đã giàu, bạn phải giữ gìn bản thân và đừng để kẻ khác dễ dàng lợi dụng. Đó là những điều phức tạp trong cuộc sống mà nhiều người không hiểu được. Lời khuyên số 16. Đọc sách một cách nghiêm túc và chỉnh chu. Khi mua sách, hãy đọc chúng thật nghiêm túc và ghi nhớ những bài học, chiến lược được dạy trong đó. Chia sẻ với người khác những gì bạn đã đọc được bằng ngôn ngữ của chính mình sẽ giúp gia tăng uy tín và củng cố các mối quan hệ của bạn. Lời khuyên số 17. Đừng phô trương sự giàu có với kẻ khác. Cuộc sống, sự nghiệp hay hạnh phúc đều do chính bạn tạo nên. Khi còn nghèo, hãy ở nhà ít thôi và năng ra ngoài. Khi đã giàu, hãy ở nhà nhiều hơn và bớt ra ngoài. Đó là nghệ thuật sống. Khi nghèo hãy tiêu tiền nhiều hơn cho người khác. Khi giàu, hãy tiêu tiền cho bản thân. Rất nhiều người đang làm ngược lại. Lời khuyên số 18. Đừng lãng phí, vung tay quá chán. Cố gắng tối thiểu hóa việc mua sắm quần áo, giày dép. Bạn có thể mua chúng khi đã giàu. Hãy tiết kiệm tiền, mua quà cho những người bạn yêu thương và cho họ biết kế hoạch cùng mục tiêu tài chính của bạn. Nói cho họ lý do bạn tiết kiệm là để phục vụ cho kế hoạch, định hướng và giấc mơ của mình. Lời khuyên số 19. Học cách bán hàng. Sẽ thật tuyệt nếu bạn kiếm được một công việc bán hàng, bán thời gian. Tuy khó, nhưng đó là cách nhanh nhất giúp bạn lĩnh hội được nghệ thuật bán hàng
một kỹ năng chuyên sâu không thể thiếu cho sự nghiệp sau này. Tất cả những doanh nhân thành công đều bán hàng giỏi, họ có khả năng bán giấc mơ và tầm nhìn của mình. Khi đã bước chân vào nghề bán hàng, bạn sẽ hiểu mình nên và không nên bán gì, hay vận dụng sự nhạy cảm với các yếu tố của thị trường để xác định được các nhu cầu sản phẩm và từ đó điều hành doanh nghiệp của mình. Lời khuyên số 20: mời những người tài năng hơn bạn đi ăn. Hãy luôn nhớ, mời những người thông thái và giàu có hơn bạn hoặc đã từng giúp đỡ bạn trong sự nghiệp dùng bữa. Đừng quên làm việc này mỗi tháng. Sau một năm, những người này sẽ mang lại giá trị to lớn cho bạn, không những danh tiếng và tầm ảnh hưởng được nâng tầm, bạn còn xây dựng cho mình hình tượng tốt bụng và hào phóng. Vâng, vừa rồi là 20 lời khuyên quý hơn vàng của tỷ phú Lý Gia Thành. Đây đều là những lời khuyên hữu ích từ một vị tỷ phú đi lên từ tay trắng, rất hữu dụng cho các bạn trẻ khi mới bắt tay vào khởi nghiệp. Và nếu bạn thấy video giá trị và hữu ích cho cộng đồng, hãy bấm chia sẻ và đăng ký kênh. Đừng quên bấm vào biểu tượng chuông thông báo để đón xem những video mới nhất của kênh. Chúc bạn luôn đạt được những mục tiêu của mình. Hãy tin vào chính mình, chắc chắn bạn sẽ thành công. Bạn thân mến, ai cũng có ước mơ trong cuộc sống giàu sang, nhưng không phải ai cũng biết cách làm giàu. Có một câu nói khá nổi tiếng: nếu bạn nghèo và không có tiền để tự xây ước mơ của mình, thì người giàu sẽ thuê bạn xây ước mơ của họ. Vâng, trong xã hội này, chuyện giàu nghèo đã và đang trở thành một vấn đề khá nhạy cảm. Tuy nhiên, bạn có thắc mắc tại sao có những người đã giàu lại càng giàu, trong khi bản thân bạn cũng tài giỏi, có kiến thức, làm việc chăm chỉ hơn ai hết, nhưng mãi vẫn nghèo? Nhiều người cũng như bạn còn ấm ức hơn nữa và rất không phục khi phải làm cấp dưới cho những người giàu, không giỏi hơn mình là bao, nếu không muốn nói là thua xa. Tuy nhiên, bạn nên biết một điều rằng, không đơn thuần mà những người giàu, họ lại ngày càng giàu, có thể bạn chỉ nhìn nhận họ qua vẻ bề ngoài, kèm theo một cái mác là giàu, đôi khi bạn còn thành kiến với họ mà không chịu nhìn nhận sự tài giỏi của họ. Thế nhưng, để có thể giàu như vậy, thì thường những người này đều có một định luật kiếm tiền mà những người nghèo không hề hay biết. Vậy, những định luật kiếm tiền đó là gì? Hãy cùng theo dõi đến cuối video này các bạn nhé! Định luật số 1: bạn cần làm dê hay làm cáo? Trên thực tế, cứ 10% người kiếm tiền thì có đến 90% người mất tiền. Đó vốn là định luật của thị trường. Bất luận là chứng khoán, mở công ty hay doanh nghiệp đều không thay đổi. Nếu người người đều kiếm tiền thì lấy ai tiêu tiền? Vậy thì tiền chạy đi đâu mất? Người trong thiên hạ không phải ai cũng đều giàu có, cũng không phải ai cũng đều là người nghèo. Nhưng người giàu vĩnh viễn luôn ít hơn người nghèo. Đây là quy luật khó ai có thể thay đổi được. Thế nhưng kiếm tiền cũng có phương pháp của nó, tức là bạn sẽ là người nằm trong số 10% đó, chứ đừng nằm trong đa số 90% kia. Để trở thành một người giàu có, bạn nên thay đổi tư tưởng và quan niệm của mình. Tư duy của người giàu sẽ khác hẳn với tư duy của hầu hết tất cả mọi người. Bạn cần làm dê hay làm cáo? Có câu: phú nhân tư lai niên, cung nhân tư nhãn tiền, giàu có nghĩ chuyện sang năm, nghèo lo trước mắt, xem nhầm vào đâu. Đây chính là định luật kiếm tiền đầu tiên. Định luật số 2: đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền khó, nhưng biết cách thì lại dễ. Có câu: nhân dĩ loài tụ, vật dĩ quần phần, ý chỉ, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. Bạn phải có một sự quan tâm nhất định đối với đồng tiền, cảm giác thích thú kiếm tiền. Thích tiền thì tiền ắt thích bạn. Đây tuyệt đối không phải là chủ nghĩa lấy sự sùng bái kim tiền làm trung tâm hành động, mà là định luật vận hành của kim tiền. Không tin thì bạn hãy thử nhìn mà xem. Tất cả người giàu đều rất thích tiền, đều có thể chơi với tiền thật vui vẻ. Không tin, bạn hãy nhìn xem Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, họ như thế nào. Đâu đâu cũng có tiền, kiếm tiền thật dễ dàng. Bạn cần phải xác lập rõ quan niệm trên. Nếu bạn cảm thấy kiếm tiền thật khó,
thì kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng khó khăn với bạn. Những nhà đại phú không bao giờ có khái niệm rằng kiếm tiền quá khó khăn, mà họ chỉ cảm thấy tiêu tiền mới là khó. Bạn phải ghi nhớ rằng kiếm tiền thực chất rất dễ dàng, động não một tí thì tiền sẽ đến với bạn. Đây không phải là dạy bạn khoe khoang, mà đây chính là nền tảng tư tưởng của những người kiếm nhiều tiền và những nhà triệu phú. Bạn không thể không nhìn nhận có một nhận thức chính xác về tiền và thiết lập quan niệm chính xác về tiền. Đây chính là định luật kiếm tiền thứ hai. Định luật số 3. Phương pháp kiếm tiền nhiều nhất là phương pháp đơn giản nhất. Các bạn ạ, thiên hạ thì có hàng vạn cách kiếm tiền, nhưng phương pháp kiếm tiền nhiều nhất lại là phương pháp đơn giản nhất. Mặc dù tất cả mọi con đường đều hướng tới đích, nhưng chọn con đường đơn giản nhất để đi, đó mới là tốt nhất. Những phương pháp phức tạp thường là cách kiếm tiền ít hiệu quả, còn những phương pháp đơn giản mới thực sự là cách kiếm được nhiều tiền. Lấy ví dụ như Bill Gates, chỉ làm về phần mềm, ông trở thành người giàu có nhất thế giới. Warren Buffett, chuyên về chứng khoán và cũng nhanh chóng trở thành tỷ phú. Nhà văn nữ người Anh, J.K. Rowling, hơn 40 tuổi, bắt đầu viết Harry Potter và bất ngờ trở thành nhà nữ tỷ phú. Nói một cách cụ thể hơn, mỗi ngành công nghiệp đều có phương pháp kiếm tiền lớn. Trong ngành bán lẻ, Walmart luôn tuân thủ khái niệm giá rẻ hàng ngày, cố gắng để giành chiến thắng ở mức giá thấp nhất. Kết quả lại đứng đầu thế giới về mức lợi nhuận trong thị trường chứng khoán. Warren Buffett luôn khẳng định rằng nếu tôi không muốn giữ cổ phiếu trong vòng 10 năm thì tôi căn bản không thể chạm vào nó. Bạn có thấy rằng phương pháp của họ thật rất đơn giản không? Phương pháp kiếm tiền đơn giản nhất mới là phương pháp kiếm tiền lớn, còn phương pháp phức tạp lại là phương pháp kiếm tiền nhỏ. Đây chính là một định luật kiếm tiền thứ ba. Định luật số 4. Muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải có mục tiêu. Hoa nở ngàn năm đều như một, kiếm tiền vạn kiếp khác xa nhau, nhưng có một điểm đều giống nhau, đó là bạn muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu. Con đường đi đến thành công đều do mục tiêu quyết định. Người không có mục tiêu thì chỉ đang hoàn thành mục tiêu cho người khác. Người có mục tiêu lớn thì kiếm tiền nhiều, người có mục tiêu bé hơn thì kiếm tiền ít hơn, còn những người không có mục tiêu thì luôn phải lo lắng về cơm, áo, gạo, tiền. Vậy bạn thuộc kiểu người nào? Muốn kiếm tiền thì phải tham vọng kiếm tiền. Vậy tham vọng kiếm tiền là gì? Tham vọng tức là mục tiêu, là lý tưởng, là mộng ước, là động lực để cố gắng và hành động. Hãy thử nhìn xem, người tài trong thiên hạ đều là những người có tham vọng lớn, chẳng hạn như là John Davison Rockefeller, Bill Gates. Không có tham vọng làm giàu thì sẽ không có người giàu. Có tham vọng không phải là điều gì xấu, có tham vọng thì mới có động lực, có phương pháp và dám hành động. Bắt đầu từ lúc này, bạn hãy hình thành cho mình một tham vọng, thiết lập một mục tiêu kiếm tiền, sau đó phải có kế hoạch cụ thể và bắt đầu dũng cảm để hành động. Vạn sự khởi đầu nan, có mục tiêu rồi thì sẽ không khó nữa. Thiên hạ này không có công ty nào là không kiếm tiền, không có phương pháp nào là không ra tiền, mà chỉ có những người không biết cách kiếm tiền mà thôi. Lấy ngắn nuôi dài, muốn kiếm tiền thì nhất định phải có mục tiêu và tham vọng kiếm tiền, đó là định luật kiếm tiền thứ tư. Định luật số 5, phải dùng đầu óc để kiếm tiền. Các bạn ạ, thiên hạ ai ai cũng muốn kiếm tiền và tìm mọi cách để có được lợi nhuận. Trong thời đại của sự giàu có, bạn nhất định phải dùng cái đầu để kiếm tiền. Bạn đã nhìn thấy ai dùng tứ chi để kiếm tiền chưa? Một số vận động viên kiếm được rất nhiều tiền, nhưng theo Michael Jordan, tôi không dùng tứ chi để đánh bóng, mà là dùng cái đầu để chơi bóng. Dùng tứ chi mà không dùng đầu óc thì chỉ là công cụ của người khác, là nô lệ của những người có đầu óc và là những người kiếm tiền không nổi. Dùng tứ chi để kiếm tiền thì chỉ kiếm ít tiền thôi, còn dùng đầu óc để kiếm tiền thì mới là những người kiếm tiền lớn. Tất cả những người giàu có trên thế giới đều dùng đầu óc để kiếm tiền. Bạn chỉ xem họ như những quả trứng rỗng thì họ lại nhanh chóng trở thành đại phú.
bởi vì họ biết sử dụng cái đầu của mình. Tỷ phú John Davison Rockefeller từng nói, nếu bạn lấy đi tất cả tài sản của tôi và ném tôi vào sa mạc, thì chỉ cần một chú lạc đà đi qua, thì rất nhanh, tôi sẽ giàu có lại. Bạn hãy nhìn vào họ mà xem, họ chỉ cần dùng cái đầu để nói chuyện, thì thất bại rồi cũng sẽ thành công, kiếm lại tiền, không là vấn đề gì to lớn cả. Tôi xin trân trọng, thông báo với tất cả mọi người, muốn kiếm tiền thì phải suy nghĩ thấu đáo rồi thì hành động, đảm bảo rằng bạn sẽ có bộ thu. Hãy mở rộng cánh cửa tri thức của bạn đi, dùng đầu óc để kiếm tiền, đó chính là định luật kiếm tiền thứ 5. Định luật số 6, muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải liều. Không có bữa ăn nào là miễn phí, và cũng chẳng có chiếc bánh bao nào tự dưng rơi xuống đầu bạn. Không hành động thì bạn sẽ không kiếm được tiền, dám nghĩ thì phải dám làm, không dám mạo hiểm thì chỉ kiếm được số tiền ít ỏi mà thôi. Tôi làm thì tôi có, hãy nhìn xem, các bậc anh hùng, phú tài trong thiên hạ, chẳng phải họ đều là những người can đảm, am hiểu và có động lực thực hiện mong muốn của mình sao? Nhớ lại năm xưa, khi Bill Gates từ bỏ theo học tại trường đại học Harvard, một tay tạo ra phần mềm Microsoft, đây há chẳng phải quá mạo hiểm hay sao? Tỷ phú trẻ nhất của nước Mỹ, Michael Dell, thời còn học đại học, đã lắp ráp máy tính để bán và cuối cùng thành lập nên tập đoàn máy tính tên tuổi. Ông ấy có đáng để nhìn vào và ngưỡng mộ. Hiện tại, có rất nhiều người đang bàn luận về việc làm giàu, nhưng nói thì nhiều mà làm thì ít. Nhà triết học chủ nghĩa hành động của Đức đã từng nói, hành động, đó là mục đích cuối cùng của chúng tôi. Muốn làm giàu phải nhanh chóng hành động, sự sợ hãi sẽ cản đường bạn. Nên nhớ rằng, lợi nhuận và rủi ro luôn tỷ lệ thuận với nhau. Vậy nên, muốn kiếm tiền thì nhất định phải liều, đó là định luật kiếm tiền thứ 6. Định luật số 7, muốn kiếm nhiều tiền, nhất định phải học cách kiếm. Bạn đã từng học cách kiếm tiền chưa? Tuyệt đại đa số sẽ nói là chưa. Do đó, tuyệt đại đa số đều chưa biết cách kiếm tiền. Chúng ta học tiểu học, trung học và cả đại học nữa đều sẽ chưa học cách kiếm tiền. Ngay cả các ngành học liên quan đến tài chính, kinh tế cũng chưa học đến kiến thức kiếm tiền thực sự. Xem ra, ngành giáo dục của chúng ta đang có lỗ hổng lớn. Những người nghèo mà thông minh vốn dĩ có chỉ số IQ rất cao, nhưng tài chính của các bạn thì quá thấp, quá đáng thương. Tuy nhiên, như người đời đã từng nói, tự học là một trường đại học, không có bức tường ngăn cản. Các bạn đều có thể tự học cách kiếm tiền. Con người không phải ai sinh ra cũng đều thông minh, có ai bẩm sinh đã biết kiếm tiền đâu. Tài chính và IQ không giống nhau, IQ vốn có cả thành phần thiên bẩm, còn kiếm tiền thì 100% đều do sau này học hỏi mà có. Các nhà đại phú không phải vừa sinh ra thì đã biết kiếm tiền, nhưng bọn họ đều có chung hai đặc điểm, một là có tham vọng kiếm tiền, hai là có học lực cao, đó là bởi họ một lòng muốn học cách kiếm tiền. Do đó họ đã vượt qua những người bình thường khác và leo lên đỉnh cao của sự giàu có. Học cách kiếm tiền như thế nào? Đây là định luật kiếm tiền thứ 7. Định luật số 8. Muốn kiếm tiền nhiều, bắt buộc phải lựa chọn. Phong thủy không ngừng luân chuyển, ắt có ngay này tìm đến nhà bạn. Cũng giống như tiền tài nhiều vô kể, cách kiếm tiền cũng nhiều không đếm xuể. Nhưng muốn kiếm nhiều tiền thì phải biết lựa chọn, sự lựa chọn chính là vận mệnh và cũng chính là tài phú. Không biết lựa chọn, bạn sẽ mất đi phương hướng, từ đó tài phú cũng vụt khỏi tầm tay. Trong thời đại thị trường đa dạng hóa, ngày một nhanh chóng, chỉ có sự lựa chọn đúng mới có thể mang đến thành công. Walmart tại Mỹ chỉ lựa chọn ngành tạp hóa bán lẻ. Coca-Cola chỉ kinh doanh nước giải khát, KFC và McDonald's chỉ kinh doanh hamburger, tương tự các thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản như Panasonic, Sony chỉ chuyên về các dòng sản phẩm điện tử. Bạn muốn lập nghiệp, vậy lựa chọn của bạn là gì? Theo kinh nghiệm phân tích lâu năm về các tỷ phú trên thế giới, thì phần đa tỷ phú có thể tìm hiểu về cổ phiếu và bất động sản. Trong thực tế,
có tới trên 60% người dân Mỹ và Âu Mỹ đầu tư vào cổ phiếu, đầu cơ cổ phiếu cũng phải biết lựa chọn, ví dụ như là chọn lý luận và nguyên tắc đầu tư, lựa chọn đầu tư dài hạn hay ngắn hạn, lựa chọn loại cổ phiếu nào là đầu tư tổng hợp hay đầu tư chuyên nhất. Vâng, quý vị ạ, vừa rồi là 8 định luật kiếm tiền mà người nghèo không biết. Những định luật kiếm tiền này thực sự rất có ý nghĩa, đều là những kinh nghiệm từng trải của các doanh nghiệp, các tỷ phú nổi tiếng trên thế giới. Bạn ấn tượng với định luật nào nhất? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại. Sách tóm tắt. Chúc bạn thành công.